Quý vị thân mến, dịch COVID-19 không ngừng lan rộng và hoành hành đã gióng lên một hồi chuông báo động. Cảnh tượng tại bệnh viện, các bác sĩ phải làm việc quên ăn, quên ngủ, vẫn không đáp ứng được nhu cầu khám chữa của các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nằm la liệt, hấp hối, khiến người ta không khỏi xót xa rơi lệ. Câu hỏi đặt ra là, các biện pháp như phong tỏa thành phố, cách ly phòng ngừa, liệu có giúp người ta thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong ôn dịch hay không? Trong lịch sử, Đông Tây Kim Cổ luôn có những người có thể sống sót qua thảm họa hay ôn dịch. Những câu chuyện vượt qua đại nạn một cách thần kỳ như thế, thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về để có lời giải cho riêng mình. Khi đại dịch hoành hành, vì sao vẫn có người bình an vô sự? Âm đức vô lượng, đẩy lùi dịch bệnh. Trong sách của một nhân sĩ tên là Lưu Khuê, tự Sĩ Nguyên, sống vào thời nhà Minh, từng ghi chép một trường hợp có thể nói là âm đức vô lượng, phúc thần trở che. Chuyện kể rằng trước đây từng phát sinh một trận đại ôn dịch. Lúc ấy có ông lão đầu tóc bạc trắng đã dạy cho vị cứu ông phương thuốc cứu mạng, yêu cầu ông hãy dùng thuốc ấy để bố thí cho những người mắc bệnh. Tất cả bệnh nhân sau khi uống thuốc đều hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, trong những ngày dịch bệnh hoành hành, người nhà của phú ông cũng không có ai bị nhiễm hay mắc bệnh. Về sau, một người có công năng nhìn thấy hai con quỷ ôn dịch đi ngang qua cổng nhà của vị phú ông. Chúng vừa đi vừa bảo nhau, người này âm đức vô lượng, có phúc thần trở che, hạng như chúng ta sao dám đặt chân vào được. Việc làm đại thiện của con người sẽ triển hiện ra sức mạnh cao quý, ngay cả đến quỷ dữ hay ôn dịch cũng đều chủ động tránh xa. Bác sĩ với tấm lòng bình thản. Năm 2014, virus Ebola bùng phát ở Tây Phi. Đây là một trong những loại virus nguy hiểm nhất cho đến nay. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90%. Chỉ có một số ít bệnh nhân là cải thiện sức khỏe và hồi phục một cách kỳ diệu. Bác sĩ Ken Brantley ở Hoa Kỳ là một trong số những trường hợp kỳ hữu đó. Bác sĩ Ken Brantley cùng nữ đồng nghiệp là Nancy Wrightpole bị nhiễm virus Ebola khi đang điều trị cho các bệnh nhân tại Liberia. Vào thời điểm đó, chỉ có một phần huyết thanh trị liệu mang tính thử nghiệm được cấp tốc chuyển đến địa phương và ông đã trao cơ hội ấy cho Nancy, còn bản thân thì tiếp nhận máu của những bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục mà ông chăm sóc trị liệu trước đó. Vào ngày 21 tháng 8, bác sĩ Brantley và Nancy được xuất viện. Ông phát biểu, "Hôm nay thật là một kỳ tích, tôi vẫn còn sống, hơn nữa mọi thứ đều ổn và tôi đã được đoàn tụ với gia đình. Tôi rất biết ơn vì điều này." Ông nói thêm, "Chúa đã cứu sống tôi." Bà Nancy cũng chia sẻ, đây đúng là phước lành mà Chúa ban cho. Có lẽ chính bởi tấm lòng vị tha không sợ hãi trước cái chết, cùng với đức tin mãnh liệt vào Chúa đã giúp bác sĩ Brantley luôn giữ bình tĩnh và tự tin khi đối mặt với tử thần. Cuối cùng ông thoát khỏi dịch bệnh và có được một cuộc sống mới. Bí ẩn trong đại dịch SARS. Hẳn bạn vẫn còn nhớ trận đại dịch xảy ra ở Trung Quốc vào đầu năm 2003. Thời điểm đó, SARS đã quét qua toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc từ Nam chí Bắc, từ Tây sang Đông, sau đó lan sang các quốc gia khác trên thế giới, khiến nhiều người tử vong. Tuy nhiên, đại dịch SARS dường như đang cố tình đùa giỡn với nhân loại. Có những người rõ ràng là ở mãi trong nhà, nhưng chỉ cần một lần tiếp xúc với bên ngoài là họ sẽ mắc bệnh. Ngay cả người nhà cũng bị lây nhiễm, trong khi rất nhiều nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu lại tuyệt nhiên bình an vô sự. Thế là những người được gọi là chuyên gia y tế đành phải dùng những lý do thật giả lẫn lộn để giải thích. Khi các chuyên gia dự đoán SARS sẽ kéo dài bao lâu, nó lại đột nhiên biến mất sau vài tháng hoành hành, thật khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, trong khi vẫn còn rất nhiều vấn đề không sao giải thích được. Và cho đến nay, chúng ta vẫn không biết chính xác nguồn gốc của virus SARS và con đường lây nhiễm của nó là từ đâu. Năm Hợi 2019 xuất hiện dịch tả lợn, năm Tý 2020 lại có dịch viêm phổi cấp Vũ Hán. Hơn nữa, mức độ ảnh hưởng còn kinh hoàng hơn cả đại dịch SARS năm xưa. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến dự ngôn trên Lưu Bá Ôn bìa ký, trong đó có câu: "Còn có 10 nỗi lo trước mắt, một là lo thiên hạ loạn lạc liên miên, hai là lo Đông Tây người chết vì đói, ba là lo Hồ Quảng gặp tai nạn, bốn là lo các tỉnh ở Trung Quốc khởi hắc ám từ bọn lang sói, năm là lo nhân dân không yên ổn, 6 là lo những ngày giữa mùa đông, 7 là lo có cơm nhưng không người ăn, 8 là lo có người nhưng không đồ mặc, 9 là lo thi thể không có người thu dọn, 10 là lo tai ách năm Hợi và Tý, nếu qua năm đại kiếp mới là bất lão tiên nơi thế gian." Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua dịch bệnh Vũ Hán,
và được coi là bất lão tiên nơi thế gian. Trên thực tế, văn hóa truyền thống Á Đông là bác đại tinh thâm, sự tình nào cũng đều có mặt tương sinh tương khắc, dẫu dịch bệnh lớn đến đâu, ắt sẽ có phương pháp để ứng phó và khắc chế. Trong lưu báo Ôn Bia ký đã lưu lại chiếc khóa mở ra hy vọng mới cho nhân loại hôm nay. Nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, nên xem giữa cửu đồng tháng 10. Người làm việc thiện thì được thấy, kẻ làm việc ác không được xem. Trên đời có người hành đại thiện, gặp phải đại nạn này thì không tính. Người người đều hỉ cười, ai ai cũng bình an. Người người đều khả quan, ai ai cũng khả truyền. Có người đem tặng ấn, chớ có lấy kim tiền. Người hành thiện được báo, kẻ hành ác có đào. Kính trọng trời đất thần linh phụ mẫu, quý tiếc giấy chữ ngũ cốc, xin hãy khắc ghi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.